ơi, con có thích làm ca sĩ không? Dạ thích. Ca chú nghe ăn bản coi. Sông nước mặn phù sa lắm trời. Sông nước mặn phù sa lắm trời. Đông hát quê hương mình. Xa xa cây lúa đơm bông ruộng đồng ngắt hơn. Phù chỉ con nè, nói với ba mẹ ha, bữa nay mình tham gia biệt tài tí hon, cái kế bên cái tháng tới mình tham gia giọng ải giọng ai luôn con ha. Là em à, ừ ca chị là em à. Ừ, dù sao là con vẫn hát giỏi hơn cô ca rất là nhiều rồi con à. Đón xem tập 13 biệt tài tí hon mùa 2 phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2019 trên kênh VTV3.